Vâng, xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 3 căn nhà rất là mới với diện tích 33m², ô tô đỗ cửa như hình và cách với trục chính thì khoảng tầm hơn 100m, thiết kế giao thông đi lại thuận tiện gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. 3 căn thì đã bán một và chỉ còn 2 căn, giá bán thì rất là hợp lý mọi người nha. Số rất là đẹp, 168 thưa quý vị. Và với hai căn nhà còn lại này thì cũng vừa mới hoàn thiện xong hết. Đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Ngọc Ánh sẽ quay ngay để gửi tới cho quý vị. Mời quý vị theo em vào cụ thể khám phá ngôi nhà. Với thiết kế của ngôi nhà 33m rất là hợp lý. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Thiết kế của ngôi nhà 33m, mặt tiền 3, dài hơn 10m. Và với cái ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong xuôi, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Tầng 1 thiết kế quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Cửa chính thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Giá bán hợp lý và với ngôi nhà này thì quý vị chỉ có thể chi trả trước 500 đến 600 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Thiết kế phần tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1. Đây mọi người ạ. Thiết kế rất là hợp lý, diện tích 33m và được cái chiều sâu cho nên là thiết kế phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Tủ bếp thiết kế hoàn toàn là tủ gỗ. Căn nhà này hiện tại thì còn đang rất là thoáng nha mọi người. Đây. Đó. Hệ thống trần thạch cao, thiết kế lắp đặt đầy đủ, phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Theo đúng như hiện trạng thì ngôi nhà này có thể về ở được ngay. Chậu rửa, vòi rửa, bồn nước đều thiết kế và lắp đặt cho quý vị xong xuôi. Quan trọng nhất là 100% những căn nhà Ngọc Ánh quay và review cho quý vị thì sổ sách chuẩn chỉnh, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, bởi vì ngôi nhà này gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thì nó gần với trục đường quốc lộ 6, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Đại Thành hoặc đi làm ở Hoài Đức đều khá là ok. Còn nếu từ vị trí ngôi nhà này, tính từ vị trí ngôi nhà lên tới trung tâm Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm thì nó phải rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 20 km mọi người nhá. Cho nên mọi người có thể cân đối cái quãng đường đi của mình để mọi người có thể xem. Còn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế là gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang, phòng khách, phòng bếp ở đây là cho quý vị một vách CNC. Và đây là khu vực để tủ lạnh mọi người ạ. Vẫn không gian phòng bếp, giá rẻ, hợp lý, nhà xây chất lượng, đảm bảo nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, ô tô và tận cửa. Thì với cái giá bán thế rất là hợp lý, còn có 2 căn để cho quý vị lựa chọn thôi. Cho nên mọi người nhanh tay gọi ngay cho Ngọc Ánh để được tư vấn và chốt cho mình căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin mời mọi người theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng 2 phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Ở phần bên trong, cửa sổ thông thoáng, ánh sáng ngập tràn, tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao. Màu sơn chủ đạo là màu trắng. Rất là thoáng. Phòng ngủ tiếp theo hướng ra phía bên ngoài, mặt ngõ đây. Phòng nào cũng vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Vuông vắn, nhà còn mới thơm nguyên mùi sơn mọi người nhé. Đó, cho nên là có như thế nào thì em quay review cho quý vị đến xem là y như vậy. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Ngoài ra, với phần tầng 2 này thì chủ nhà có thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ trước sau. Phòng vệ sinh đầy đủ hệ thống sen, cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, thiết kế hợp lý, đầy đủ công năng sử dụng cho phòng ngủ ở tầng 2. Mời người trong em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị là như sau. Trên phía tầng 3 thiết kế thêm cho quý vị một phòng ngủ nữa, rộng, thoáng. Đây, tầng 3. Trên phía tầng 3 không thiết kế hệ thống trần thạch cao, thay vào đó thì chỉ thiết kế trần thường như thế nào. Tuy nhiên thì với tất cả các phòng đều thiết kế đầy đủ ánh sáng, thông thoáng. Một phòng vệ sinh để chờ,
Phòng vệ sinh này thì quý vị về, quý vị nếu như quý vị sử dụng thì quý vị có thể lắp đặt thêm. Còn hiện tại nhà bán là theo hiện trạng của ngôi nhà của anh đang quay nhé. Phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ạ. Xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Với vị trí ngôi nhà này thuận tiện đi lại như em đã chia sẻ cho quý vị. Giao thông thuận tiện, giá bán hợp lý. Tất cả các căn đều pháp lý, sổ đỏ, chuẩn chỉnh, rõ ràng. Có cho vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu để đầu tư, để ở thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn và đi xem nhà thực tế, chọn lựa cho mình những ngôi nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.